Dạ, em chào anh chị mến yêu cô chú mến thương. Dạ, buổi trưa hôm nay đây trở lại với đại đô thị sinh thái 5 sao Five Star Eco City. Dạ, bữa nay này em đi quay vòng vòng giới thiệu cho anh chị với cô chú mình coi cái mẫu nhà ở dự án nha anh chị. Mẫu nhà hiện tại là ở đây mình có 1, 2, 3 ba mẫu nhà anh chị, ba mẫu nhà với mẫu mà hồi xưa mình mấy anh chị cất trước nữa, chắc cũng 4-5 mẫu nè. Hiện tại ở đây mình có cái mẫu mới nè anh chị, mẫu mới hiện tại là cái mẫu phối cảnh. Phối cảnh ở đây mẫu nhà LK liền kề đó, mẫu mới anh chị, nhưng mà hiện tại chưa có căn nào xây hết. LK ở đây mình có mẫu ngang 6,5 m nè, ngang 6,5 m cho 16,5 m, 107,25. Ở đây mình đang có 4 căn luôn. Là mẫu nhà thiết kế có sân vườn, có hàng rào trước với sân sau. Ở đây mình có 4 căn đang xây mẫu LK. Rồi. Bên đây mình cũng là mẫu nhà LK. Mẫu này là năm 2005, cũng có hàng rào trước thì 3 m, sau thì 2 m, là mẫu LK đó anh chị. Và đây cũng là mẫu LK nữa, mẫu LK này là mẫu LK gốc. Đó, rất là nhiều cửa sổ luôn. LK liền kề liên kết gì đó anh chị. Đó, anh chị có nền thì mình cất, nền gốc thì cất giống dày. Và đây cũng là mẫu LK nữa nè. Hôm nay em chủ yếu giới thiệu mẫu nhà nha anh chị. Tại hôm nay ở đây mình chưa có cái gì mới hết. Hôm nay cũng tháng 7 mà, giới thiệu những cái mẫu nhà cho anh chị với cô chú mình cũng đang quan tâm đến dự án. Và mẫu này là cũng mẫu ngang 6,5 m, dài cho 16,5 m luôn. Nó cũng tùy theo tuyến đường nữa anh chị. Đường này mình có lề 3,5 m nè. Rồi. Đó, mẫu nhà phố thương mại BM 4 m. Ánh sáng lên gắt quá anh chị ơi, để em giảm chút xíu. Còn mẫu này là mẫu nhà phố thiên nhà phố thương mại BM, lô gốc xẻ khe, ba mặt tiền. Ngon quá trời cửa sổ luôn. Gắt quá. Ở đây là con đường đại lộ Nam Phương. Dạ, mẫu này là cũng mẫu là nhà phố thương mại luôn nè anh chị. Đó, BM. Mẫu này ở đây mình xây cái mẫu mà lầu 1 mình có ban công, rồi lầu 2 mình có ban công. Tại vì ở đây mình chưa có căn nào xây, ở đây mình xây mẫu mới, qua lốc nền mới thì mình xây cái mẫu mới bên đây nữa nè. Bên đây thì mình cũng có nhà phố thương mại BM lô gốc nè anh chị. Đó, 6 m. Còn bên đây thì mình cũng có cái nhà
mẫu ba cái cửa sổ nhà phố. Bên đây cũng nhà phố với ba cái cửa sổ nhà phố thương mại. Mẫu 4 mét đó anh chị. Đường này mẫu 4 mét á. 4 mét nhưng mà nằm trên trục đường trục chính đại lộ Nam Phương. Lên vị trí là khỏi nói rồi. Rất là đẹp. Đẹp vô con đường D6 Long Thượng giới thiệu cho anh chị với cô chú nè. Đường này thì cho những dải nền LK luôn anh chị, lên LK ngang 6 của ngang 4,5 m dài cho 22. Một bên hướng bắc thì 4,5 m, còn bên hướng nam là 5 m, nằm 22. Bên hướng bắc thì mình xây ngang 4,5 m dài cho 17 trước 3 sau 2. Còn đây là cũng là mẫu LK full combo với những hệ lam, hàng rào rồi trên trước dưới sau. Đây mình cất trước ba lùi trước 3 m rồi sân sau 2 m. Mẫu nhà 5 m đó vậy. Gần với sân banh rồi sân golf. Nó mẫu nhà LK anh chị để ý trên cái tầng tâm á anh chị. Tầng tâm sân thượng sân sau mình rộng lắm. Đó, để em đi qua đường D7 Xuân Trường nè, giới thiệu cho anh chị những mẫu nhà nữa. Cái đường này thì nhà cửa rất là đông. Ở bên hướng nam, hướng nam là giới thiệu bên hướng bắc chứ được, hướng bắc là 5,5 m 22, cất sát lề xây cho 17,6 m, sân sau 4,4 m. Còn ở đây mình có hướng nam nè anh chị, hướng nam là 6,20 m, mẫu cũng ban công lầu 1 lầu 2, ban công lầu 1 lầu 2, rồi mình xây 6,16 m, sân sau 4 m. Rồi đi qua đây, đi qua đây là đường công viên cho những dải nền ngang 4,5 m dài cho 24 m, 108 m. Ở đây mình xây sân trước mình lùi vô 3 m, sân sau mình 4 m, còn lại là 17 m. Đây căn này cũng full combo luôn. Làm trước là làm sao với trên sân thượng. Mẫu nhà LK cho những dải nền có view công viên. Đường D8 Long Thượng anh chị. Đường này thì bà con cô bác mình về xây nhà cũng rất là nhiều. Ở đây mình cũng có một căn nhà góc xẻ khe. Mấy nền kia 4,5 m, nền này thì 5 m. Bên hông có cái đường nên rất là nhiều cửa sổ. Ánh sáng lên rồi đẹp quá. Qua đường D9 nè anh chị, D9 Mỹ Tân. Hiện tại đường D9 Mỹ Tân mà những mẫu nhà mới rất là nhiều. Với tuyến đường này thì tốc độ xây dựng rất là nhanh. Ở bên hướng hướng bắc thì có lối thoát hiểm. Ở đây thì mình có 5 ngôi nhà liền kề. Đây là mẫu mặt dựng mà mình xây theo dự án, còn ở bên trong thì mình trang trí theo ý mình. Rồi còn thiếu lan can nè, lan can rồi trang trí ở trên nữa.
đây cũng có một căn đang sắp vô hoàn thiện rồi. Và đi qua đây là mình có những dải nền rất là to, ngang 5,5 m, dài cho 24, 132 m², cũng là mỏng nhà mớ luôn anh chị. Căn này hướng bắc có view công viên cây xanh, được cô chú cũng mới dọn về ở luôn nè. Lầu 1, lầu 2 có ban công, thì căn này cũng bố trí thang máy. Bên dưới thì cũng phía đằng sau nhà cũng có lối đi thoát hiểm. Đó là những mỏng nhà phố. Đợt trước thì anh chị với cô chú mình về mình cất trước những cái mẫu mà có 3 cửa sổ nè anh chị, nên mấy anh chị có đất gần đây mình cất theo mẫu này luôn cho đồng bộ, cho đẹp lắm chị. Chứ ở đây mình vẫn dãy nhà đồng bộ với nhau. Ở đây mình có một cái căn nhà góc nữa nè, nhà góc mẫu 8 dành cho 821. Rất là nhiều cửa sổ hướng đông bắc. Đó, bên đây là những dãy nhà cũng có 3 cái cửa sổ trên lầu 1. Của nhà phố với nhà có sân vườn, nhà nào mình cũng kinh doanh được đó anh chị. Mình có cái kiểu nhà thì khác thôi. Mẫu nhà phố thương mại thì cái trần nó cao hơn xíu. Còn đây là trường học mầm non quốc tế nữa. Và tới ngôi nhà của chị Nắng, em không biết kêu là nhà phố thương mại hay biệt thự hay là dinh thự nữa anh chị. Mẫu này mới quá. Đến nay thì xây gạch tới lầu 2 rồi. Bên đây cũng là nhà phố thương mại nè, 7 m rồi. Còn bên đây là nhà phố thương mại nữa nè. Nhà này gốc sẽ khe, bên hông có cái đường. Mùa này ngôi nhà mình lập ngói tông màu đỏ. Ở đây có cây lim xẹt và cái bông màu vàng vàng, nhìn vô tông màu đẹp quá. Kết hợp với không gian xanh. Cửa sổ nhiều anh chị, có ban công lầu 1, lầu 2 luôn. Ở đây chắc xây mẫu mới hết rồi. Mới thì mình có cái ban công lầu 1 của mẫu nhà phố thương mại. Căn này thì xong phần thô rồi, đang đợi vô hoàn thiện nữa. Tới đây thì em tới con đường D11 rồi anh chị. D11 thì lúc trước mình cất theo cái mẫu có 3 cái cửa sổ nè, nên ở đây dãy này bà con mình cất có cửa sổ hết, không có ban công. Nhưng ở bên đây thì mình có cái những dãy nền hướng nam ở gần với bờ hồ cánh sen. Nó chưa có ai cắt luôn. Nếu anh chị với cô chú nào mình thích thì mình về có đất ở đây mình xây dựng một ngôi nhà có ban công lầu 1.
tuyến đường này bà con cô bác ở rất là đông. Nó căn này cũng là một căn nhà gốc xẻ khe. Rồi ở bên đây thì mình cũng có thêm một ngôi nhà nữa đang được làm móng với chuẩn bị triển khai xây luôn. Ở đây mình mới được dọn dẹp không gian xanh anh chị. Đó, một ngôi nhà LK nữa vừa mới sơn lên cái tông màu trắng kem. Đường công viên D14 Xuân Ninh Xuân Kiên, trước 3m, sau 2m, 99m2, xây 17m, lề 1m, có view công viên. Rồi qua bên đây thì mình sẽ có những cái mẫu nhà. Ôi mất nắng rồi. Mất nắng thì em vô nắng. Đó, đây là những mẫu nhà có con đường rất là đẹp, chạy thẳng vô ở sông Hành hay gì đó, đi ra ngoài shop house với cái mẫu là nhà phố thương mại BM. Một bên thì 4,5m, một bên là 5,5m 22. Ở đây thì mấy anh chị mình xây cái mẫu nhà có ban công lầu 1. Cho nên dãy này lề. Dãy này thì là lề là mình khu thương mại, shop house, kinh doanh. Ở đây lề mình tới 6,5m luôn anh chị. Ở đây mình giật vô thêm 3m nữa mình làm cái lề. Ở đây là những ngôi nhà mẫu kiểu của Nasaki Shop House. Đây là những dãy nhà của chủ đầu tư. Sắp tới ở đây chắc cũng triển khai làm hoạt động đi nhiều thứ lắm. Đó, những con đường này là con đường trục chính đó anh chị, dẫn vô dự án. Ở đây lề mình tới là 7m lận. Ban công lầu 1, lầu 2 được nhiều lắm. Đây là máy đèn chống thấm hay làm gì nào, làm những khung bảo vệ cho căn shop house của chị Mai. Tới đây là mình còn mẫu nhà đường D5 đó anh chị, đường D5 nhưng mà dài hết pin này. Đó, đây là những mẫu nhà cơ bản thôi cho anh chị với cô chú mình đang quan tâm đến dự án Phaeta. Mình có nhu cầu về những nền rồi mẫu nhà, nói chung sắp tới thì cũng có thay đổi nhiều lắm anh chị. Dạ thôi thì em hết pin rồi. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị với cô chú mình xem mẫu nhà chơi thôi. Tiến độ thì hôm nay cũng tháng 7 đó anh chị, nên không có gì nhiều, triển khai nhiều. Dạ thôi em xin kết thúc đoạn video ngắn của em tại đây.